Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay lại là một ngày đầy sôi động Hôm nay đó là ngày 10 tây tháng 8 năm 2021 Là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Và ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ tư, ngày 11 tây tháng 8 rồi Thì các bạn thấy được là hôm nay chúng ta có rất nhiều những thông tin Thuận sẽ chia sẻ những thông tin với các bạn Chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái thông tin liên quan tới cái gối hỗ trợ cơ sở hạ tầng các bạn thấy được cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay ngay cả hiện bây giờ đó ở trên Twitter đây cũng là cái thông tin lớn nhất là cái gói hỗ trợ 1,2 nghìn tỷ đô la đây là cái hỗ trợ uh, cơ sở hạ tầng có nghĩa là hỗ trợ cái số tiền để mà dùng để mà làm đường làm cầu vân vân đó thì các bạn có đã biết là lý do tại sao chúng ta quan tâm đó là trong cái hỗ trợ này có một cái phần dành riêng cho thu thuế liên quan tới thị trường crypto chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi chúng ta không lặp lại trong cái video ngày hôm nay nhưng mà cái thông tin đó thì sáng ngày hôm nay cũng như là chúng ta cũng đã biết là thượng viện đã bỏ phiếu 69 trên 30 có nghĩa là 69 ủng hộ 30 không ủng hộ để thông qua dự luật cơ sở hạ tầng với điều khoản thuế crypto ban đầu có nghĩa là cái điều khoản thuế này là không tốt chúng ta muốn thay đổi điều khoản thuế này à, tại vì cái định nghĩa người môi giới đã quá bao quát chúng ta nói tới rất nhiều trong những video gần đây nhưng mà tình hình bây giờ đó thì đã thông qua thượng viện thì ý nghĩa như thế nào thì tiếp theo đó dự luật này phải được chuyển tới hạ viện và bây giờ đó hạ viện đang trong thời gian gọi là reset có nghĩa là thời gian tạm dừng đó cho đến ngày 20 tây tháng 9 có nghĩa là cái ngày đầu tiên mà cái dự luật này có thể được bỏ phiếu ở hạ viện đó chính là ngày 20 tây tháng 9. Các bạn thì chúng ta còn hơn một tháng nữa thì mới có những thông tin được đưa đến từ hạ viện. Thì bây giờ chúng ta chỉ hy vọng là cái dự luật này đã có thể được điều chỉnh ở hạ viện trước khi mà hạ viện thông qua và trước khi mà tổng thống ký. Nhưng nếu không chúng ta phải thay đổi định nghĩa này bằng cách là ra tòa để mà có thể uh, thay đổi được thì các bạn thấy được là tình hình này đó là tại vì ngày hôm qua các bạn cũng đã nhớ là những người mà có ý nghĩa đối lập với nhau đó thì cuối cùng cũng đã thỏa thuận là bây giờ đó cái định nghĩa thuế tiếp là phải như thế nào nhưng mà đó cái điều này cần phải có một cái gọi là unanimous vote có nghĩa là tất cả mọi người trong thượng viện đó các nghị sĩ phải đồng ý nhưng mà các nghị sĩ đồng ý lại có một nghị sĩ không đồng ý đó chính là nghị sĩ Shelby của tiểu bang Alabama nghị sĩ này đã lớn tuổi rồi sắp sửa về hưu trong năm nay thì nghị sĩ này lại không chấp nhận tại vì sao có phải ông ta không thích uh, những cái định nghĩa đó hay không không phải tại vì ông ta đó nói ngày hôm nay đó là ông ta đồng ý với cái định nghĩa của người môi giới crypto được điều chỉnh thì tại sao ông ta lại không chấp nhận? Tại vì ông ta muốn có thêm 50 tỷ đô la dùng trong cái việc là quốc phòng của Hoa Kỳ nhưng mà đã không được thông qua vì lý do đó ông ta không cho bất cứ một cái thay đổi nào liên quan đến cái gói hỗ trợ này hết. Cái này được là nghệ sĩ Shelby là một trong những nghệ sĩ nói là ông ta ủng hộ nhưng mà lại không cho thông qua ngày hôm qua. Đây là một trong những cái mà làm cho nhiều người cũng khá bất mãn liên quan đến à, cái cách hoạt động của quốc hội của hoa kỳ nhưng mà dù sao đây nữa đây cũng đã ra sự thật thì à, đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp chúng ta sẽ nói tới rất nhiều những cái thông tin như là liên quan đến tình hình giá cả hiện tại chúng ta cũng sẽ nói tới những cái thông tin như là chúng ta nói tới thông tin liên quan tới cái vụ hát rất lớn ngày hôm nay đó đó chính là cái vụ hát liên quan tới Poly Network Thì vụ hát này có ý nghĩa như thế nào và những gì chúng ta cần nên biết Và ảnh hưởng sẽ ra sao Đây sẽ là những điều mà thường sẽ chia sẻ với các bạn Cũng như chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin liên quan đến cái quý 2 của Coinbase Thì cho chúng ta thấy những gì Cái sàn Coinbase thu nhập quý 2 là ra sao Chúng ta cũng sẽ nói tới những thông tin liên quan tới Bitcoin Strategy ETF chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới Tether thì Tether vừa chia sẻ thông tin mới nhất là hiện bây giờ đó Tether đang lưu trữ uh, cái số tiền như thế nào có đảm bảo được một đồng Tether là một đô la hay không chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin uh, liên quan đến cái uh, tài liệu là sàn Poloniex đã chấp nhận đóng phạt là 10 triệu đô la chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin liên quan đến sàn Bitmax cũng sẽ đóng phạt 100 triệu đô la đây là những gì mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trên channel này chúng ta có tổ chức một cái buổi 100.000 sub events để mà chúc mừng kênh đạt được 100.000 subscribers. Thì đáng lý đâu là cái video ngày hôm nay đã video 1120 thường sẽ tổ chức để mà bốc thăm coi xem bạn nào đã trúng thưởng nhưng mà có đây thường sẽ dời lại trong vòng một hai ngày nữa thì mới bốc thăm trúng thưởng tại vì hôm nay chúng ta có khá nhiều những thông tin thường muốn mang đến cho các bạn và thường sẽ làm một cái video riêng để cho các bạn biết được là buổi bốc thăm đó là ai đã được trúng thưởng thì chúng ta à, sẽ đăng cái video đó trên channel thuận capital cũng như là thường sẽ chia sẻ trên những cái mạng xã hội cho nên trong vòng khoảng chừng là một 2 ngày nữa các bạn sẽ thấy được là cái buổi bốc thăm trúng thưởng đó là ai sẽ là những bạn may mắn trúng thưởng và trước khi chúng ta tiếp tục nói về những thông tin thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái thông điệp đến từ sàn Bybit như bạn có đã biết là Bybit là một trong những cái sàn mà đã hỗ trợ kênh dài hạn và đây là một sàn rất là lớn thì sàn Bybit bây giờ đã không chỉ riêng là các bạn có thể sử dụng những cái hợp đồng margin mà bây giờ sàn Bybit đã có cái dịch vụ cho các bạn mua bán crypto có nghĩa là dịch vụ giao dịch spot các bạn hay mua bán bằng cách là các bạn đặt lệnh và đặt lệnh trên sàn Bybit để mà mua bán crypto đó thì các bạn có thể là được miễn phí Câu nghĩa là trong thời gian này đó cái phí là 0% nếu các bạn sử dụng cái lệnh limit như là lệnh chờ còn nếu các bạn muốn sử dụng lệnh market tức nghĩa là mua ngay bán ngay đó thì các bạn chỉ trả cái phí là 0,1% mà thôi đây là cái phần trăm phí rất là thấp và cái tính thanh khoản của sàn bài bit rất là nhanh nhiều bạn cũng đã biết đây là một những sàn lớn của thế giới và cái sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán nó cũng rất là thấp Thêm vào đó nữa là sàn Bybit đang có một cái chương trình rất đặc biệt dành cho những bạn ở Việt Nam Thì sàn Bybit bây giờ đã có một chương trình là các bạn có thể nhận thưởng bonus lên tới 20 đồng USDT Và có cơ hội để mà trúng được một cái MacBook Air các bạn chỉ cần là đăng ký thông qua link của Thuần Capital ở bên dưới cái video này. Sau đó các bạn điền vào cái đơn như các bạn thấy trên màn hình. Chỉ cần điền vào email, điền vào những cái thông tin căn bản như là UID của các bạn. Thì các bạn có cơ hội để có thể nhận thưởng một cái MacBook Air. Nhưng mà chương trình này đã sắp đến hạn rồi. Chỉ là từ ngày 6 tháng 8 cho đến ngày 12 tháng 8 mà thôi. Bây giờ đã là ngày 10 Tây ở Hoa Kỳ rồi. Thì các bạn nào hứng thú đã có thể tìm hiểu thêm. Và sang MyBit cũng có một cái dịch vụ đó chính là các bạn có thể bấm vào cái link ở trên uh, trang web Thuận Capital để các bạn có thể đăng ký vào group tính hiệu trade miễn phí khi mà đăng ký thông qua liên của Thuận Capital. Những thông tin chi tiết một lần nữa sẽ nằm bên dưới video này. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về cái thông tin liên quan tới giá cả trước đi Thì nhìn vào giá cả đó thì thực ra cái giá ngày hôm nay sau ngày hôm qua đó khi thường là video cũng không có nhiều cái sự khác biệt Bây giờ là giá khoảng chừng là 45.475 Thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin đó chúng ta nhìn vào biểu đồ của nến ngày đi Các bạn sẽ thấy được là trong thời gian gần đây đó chúng ta đã có cái sự tăng trưởng rất là mạnh từ lúc nào, từ cái thời điểm mà giá Bitcoin hồi nó chỉ có 29.700 đô vào ngày 21 tây tháng 7, có nghĩa là các bạn thấy được trong thời gian đó là từ ngày 21 tháng 7 cho tới ngày hôm nay nó tổng cộng là 21 ngày. Ba tuần liên tục chúng ta thấy được nó là Bitcoin đã đi từ cái mức thấp là khoảng 29.500 cho đến cái mức cao của ngày hôm qua đó đã tăng tổng cộng là 58%. 58% trong thời gian các bạn thấy được là chỉ có 3 tuần mà thôi Thì uh, nhiều người cho là có thể đây là một cái đợt pump Trước khi chúng ta thực sự bước vào mùa đông của crypto Có thể đây là một cái đợt pump cuối cùng uh, Để có thể là cho những người nào mà họ cần thoát thị trường đó thì thoát ra Thì các bạn nghĩ sao đó về cái uh, cách uh, suy nghĩ này Các bạn hãy comment ở bên dưới Thuần đó thì chỉ thích nhìn vào tài liệu mà thôi Thì tài liệu cho chúng ta thấy những gì thì hồi sáng này đó chúng ta thấy là một lần nữa khi Yon Yu của Crypto Khoan đó lại chia sẻ một cái thuyết mà gây ra rất nhiều cái sự tranh cãi đó chính là cái thuyết đó mà thường đã đăng hồi sáng này thì tôi nói là Good Morning các bạn tối qua đó thì khi Yon Yu của Crypto Khoan đã chia sẻ một cái thuyết cũng gây ra nhiều cái sự tranh cãi nói là thấy dấu hiệu của cá voi di chuyển bịch không lên sàn tương tự như là tháng 2 của năm 2020 Trước khi mà có cú đâm mạnh, các bạn cũng đã biết là tháng 3 của năm 2020 là chúng ta có cái sự kiện giá bị đẩy xuống 3.000 đô cho một Bitcoin thời điểm đó và không chỉ riêng là bịch mà tất cả đều bị đẩy xuống. Thì á, dữ liệu này là tính theo trung bình giá 3 ngày. Thì như thường thường nó chia sẻ đó thì cái thời điểm mà tháng 2 của năm 2020 đó là ngay trước dịch bệnh bùng nổ Hoa Kỳ. Cho nên cái dữ liệu này đang nhiều người không tin vì nói là đây không phải là một cái dữ liệu mà có cái độ chính xác cao. Dù sau đây nữa đó Bitcoin đã lên từ 30 tới 45 ngàn trong thời gian ngắn thì có 3 tuần mà thôi. Cho nên nếu như mà có điều chỉnh á, thì cũng không có gì là lạ, lạ nên chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó là khi chúng ta nói tới cái tài liệu này được chia sẻ bởi Kim Jong Yu đó thì uh, các bạn sẽ thấy được là tài liệu này đó là không phải dựa theo cái khối lượng bịch khôi đẩy lên trên sàn mà cái tài liệu này đó là dựa theo là cái số lượng bịch khôi đưa lên trên sàn đó bao nhiêu Bitcoin đó đến từ những cái ví mà có lưu trữ nhiều Bitcoin như những cái ví cá voi đó. Đây là cách tính của Kim Jong dư và cho thấy được bây giờ đã lên tới cái mức là 0,9 như là 90%. Có nghĩa là tính trung bình đó 3 ngày qua thì 9 trên 10 giao dịch đã đến từ những cái địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều Bitcoin rồi chúng ta làm sao biết được là gần đây chúng ta không thấy cái sự xuất hiện của nhiều Bitcoin trên sàn Tại vì chúng ta theo dõi những thông tin như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó Đây là cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra khỏi những cái sàn giao dịch Thì các bạn thấy được là chúng ta zoom vào Trong thời gian gần đây đó giá cả có sự tiến triển Nhưng mà các bạn thấy được là hai ngày liên tục Ngày 8 Tây và ngày 9 Tây tháng 8 thì tình hình đó, là các bạn thấy là cái số lượng Bitcoin đó nạp vào rút ra đó thì nhiều Bitcoin rút ra hơn là nạp vào và những ngày trước đó nó cũng không có nhiều cái động tĩnh các bạn zoom vào các bạn thấy được đó là ngày hôm qua chúng ta có 3.599 Bitcoin rời khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào một ngày trước đó nữa ngày 8 đây cũng vậy có 5.683 Bitcoin rời khỏi sàn hơn là nạp vào cho nên trên căn bản chúng ta theo dõi hàng ngày cho nên chúng ta biết được là chúng ta không thấy có dấu hiệu là có nhiều Bitcoin đẩy lên trên sàn chúng ta zoom vào cái uh, thời điểm ngày hôm nay cũng khá là im lặng như là các bạn uh, nhìn thấy trên màn hình thì điều mà thùng muốn chia sẻ với các bạn đây đó là cái dữ liệu này đó của chim do ngôn kết luận là dựa vào trung bình 3 ngày và chỉ dựa vào cái số lượng nạp vào trên sàn phần trăm đó là đến từ những ví mà có nhiều bitcoin là bao nhiêu đây là một trong những điều mà các bạn cần nên hiểu chúng ta cũng nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới tmm thì cũng tương tự mà thôi liên quan tới Ethereum thì tương tự như Bitcoin hai ngày qua đó các bạn thì được ngày 8 tháng chính tây đã nhiều có dấu hiệu là nhiều Ethereum được rút ra hơn là nạp vào cho nên cái đường này nó mới là chỉ xuống như là ngày hôm qua là có 131.000 Ethereum rút ra nhiều hơn nạp vào ngày trước đó nữa là có 22.000 Ethereum rút ra nhiều hơn nạp vào và chúng ta nhìn vào cái dữ liệu của ngày hôm nay tính theo đến giờ đó để thường xem coi là tình hình như thế nào thì tính theo từng giờ của ngày hôm nay các bạn thấy được cũng khá liêm lặng không có gì gọi là bất thường hết cho nên chúng ta biết là đối với Bitcoin và Ethereum chúng ta không thấy xuất hiện nhiều Bitcoin và chúng ta nhìn một số những tài liệu khác nữa như là các bạn thấy được là cách đây không lâu đó cách đây vài ngày thường đã chia sẻ với các bạn cái thông tin là chúng ta thấy cái tình hình đó là có các địa chỉ với Bitcoin nắm giữ từ 100 đến 10.000 Bitcoin đó không thấy dấu hiệu chốt lời khi mà giá cả tăng trong cái đợt này mà các bạn thấy được trong bài tuần qua đó chúng ta lại thấy những cái ví này đó nắm giữ số lượng nhiều hơn nữa tổng cộng là 9,23 triệu Bitcoin được nắm trong những cái ví này đây là cái thời điểm mà nắm cao nhất từ ngày 28 tháng 7 có nghĩa là liên tục trong lúc mà giá cả tăng từ ngày 28 tháng 7 cho tới bây giờ để chúng ta thấy không ở những là không có dấu hiệu chút lời của những cái ví mà lưu trữ như Bitcoin mà chúng ta thấy được là vẫn giữ cái mức độ cao Chúng ta nhìn thêm một tài liệu nữa đó chính là được chia sẻ ngày hôm nay bởi Will Clemente Thì Will Clemente đó cho thấy được là những cái địa chỉ ví mà có nhiều Bitcoin đó từ ngày 19 tây tháng 5 Như là cái lúc mà cái thời điểm mà giá cả đi xuống chỉ còn có 30.000 từ 65.000 đó Thì những cái địa chỉ ví mà lưu trữ từ 10 ngàn, cho đến 100.000 Bitcoin đó Cộng thêm 269.450 Bitcoin vào trong ví của họ Nghĩa là hơn 12 tỷ đô la Các bạn được là những địa chỉ ví mà lưu trữ từ 10.000 tới 100.000 Bitcoin bây giờ đó Đã lưu trữ tổng cộng là 450 triệu cho đến 4,5 tỷ đô la thêm vào Có nghĩa là họ cộng thêm Bitcoin vào những cái ví của họ trong cái thời gian từ ngày 19 tới tháng 5 lúc mà mọi người lo sợ khi mà giá rớt xuống còn 30.000 đô thì Tình hình từ ngay đó tới bây giờ đó đã có 269.000 Bitcoin được nạp vào những địa chỉ ví của cá voi từ 10.000 tới 100.000. Đây lại là thêm một tài liệu nữa được chia sẻ bởi Will Clemente. Kế tiếp nữa là cái tài liệu được chia sẻ bởi Classno ngày hôm qua. Khác với crypto khoan đó thì Classno lại có cái nhìn khác. Classno đó đã chia sẻ là Bitcoin đó khi mà tiến lên 45.000 đó chúng ta không thấy các đồng di chuyển hơn một năm được di chuyển có nghĩa là những cái đồng mà hơn một năm qua không di chuyển nên chúng ta không thấy động tĩnh khi mà giá cả tăng lên 45 000 điều này rất là khác đó so với năm 2018 mỗi lần tăng đó là bị đâm vì mọi người muốn thoát ra tình hình này không có giống thì để thường chia sẻ để các bạn à, hiểu rõ hơn thì chúng ta nhìn vào cái hình này được chia sẻ bởi Classno đi thì yến Classno muốn nói đây đó là chúng ta nhìn vào tình hình của năm 2018 đó lúc đó là cái thời điểm mua đông crypto thì mỗi lần mà giá tăng đó chúng ta thì được là cái dấu hiệu là những cái địa chỉ ví đó mà không di chuyển hơn một năm đột ngột di chuyển tại vì họ muốn thoát cái thị trường tình hình bây giờ các bạn thấy được là giá có cái sự tăng trong cái đợt này trong gần 3 tuần qua nhưng mà chúng ta lại không thấy những cái đồng mà được lưu trữ hơn một năm nữa di chuyển cũng như chúng ta không thấy dữ hiệu chốt lợi từ những cái hodler đây là tình hình rất khác các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt giữa năm 2018 và bây giờ chúng ta không thấy những cái đường này có sự tăng cao cái đường màu đen trên màn hình đây chính là đường giá cả và những cái đường này là cái số lượng địa chỉ ví lưu trữ bao nhiêu lâu và có sự di chuyển bây giờ rất là thấp động tĩnh đến từ những địa chỉ ví mà lưu trữ hơn một năm đây là cái kết luận được chia sẻ bởi Classno thì các bạn thấy được chúng ta bây giờ có những cái nhìn khác nhau nhìn theo cách nhìn của Kim Jong Yu thì nói là tình hình có thể là không có nhiều bitcoin nạp lên trên sàn nhưng mà chúng ta thấy được những bitcoin nạp đó thì có dấu hiệu đến từ những cái địa chỉ ví mà có nhiều bitcoin nhưng mà chúng ta lại có những cách nhìn khác giống như là cái nhìn đến từ sentiment thì lại nói là có dấu hiệu là tích lũy thêm từ những địa chỉ ví từ 100 đến 10.000 bitcoin chúng ta thấy là Will Clemente cũng có cái kết luận tương tự chúng ta thấy được là bây giờ đó Lasno cũng có kết luận tương tự được chia sẻ ngày hôm qua thì các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới một cái điều mà thùng muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta nhìn vào cái thống kê thu nhập quý 2 của sàn Coinbase thì các bạn thấy những gì thì thống kê thì quý 2 của sàn Coinbase đã hơn là mọi người dự định tổng cộng đó cái số lượng mà thu nhập đó trừ ra những cái chi tiêu đó thì đã trừ ra chi tiêu rồi thì cái net revenue đó của Coinbase nghĩa là thu nhập Coinbase là 2 tỷ đô la. Tôi nhớ là hình như là mọi người ở Forward cho nghĩ là thu nhập khoảng chừng là 1,7 1,8 tỷ mà thôi. Thu nhập này đã, đã nhiều hơn là họ tưởng tượng và 1,9 tỷ trong 2 tỷ này đó là đến từ giao dịch uh, crypto như là giao dịch họ trả phí đó. Thì đây là cái thu nhập lớn của Coinbase. Các bạn thấy được là cái volume khối giao dịch của Coinbase trong quý 2 là 462 tỷ đô la và Bây giờ đó Coinbase có 900.000 khách hàng là đến từ những tổ chức đầu tư và 9 triệu khách hàng là đến từ những cái người giao dịch thông thường như là thuận và các bạn đã verify như là đã xác minh thân phận. Các bạn thấy được là Coinbase bây giờ đã nói là họ lưu trữ 180 tỷ đô la cái tổng cái số lượng tài sản của họ. Trong đó đó là 11,2% của con số này để họ lưu trữ những tiền kỷ lục số. Đây là thống kê quý 2 của Coinbase. Thêm vào đó nữa đó là Coinbase nói là trong 100 80 tỷ ở trên cái sàn của họ đó thì họ nói được là trong 180 tỷ này đó những nhà đầu tư riêng lẻ là 88 tỷ những nhà đầu tư tổ chức đó những tổ chức đầu tư những cái công ty đầu tư thì chiếm tới 92 tỷ có nghĩa là cái số lượng những nhà đầu tư lớn đó, những công ty đầu tư ở trên sàn Coinbase lưu trữ tài sản nhiều hơn là những nhà đầu tư riêng lẻ. Có nghĩa là các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó, điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn là vẫn rất là nóng. Các bạn thấy được là quý 2 là tháng 4, tháng 5, tháng 6 mà các bạn biết được là giữa tháng 5 đó chúng ta đã có cái đợt đi xuống crypto từ cái mức cao hồi tháng 4 là 65.000 tới ngày 19 tháng 5 nó chỉ còn có 30.000 đô một đồng Bitcoin mà thôi. Mà những cái nhà đầu tư này đó họ lưu trữ là 47% là Bitcoin, 24% là Ethereum thì các bạn thấy được là mặc dù giá cả đi xuống đó cái số lượng người giao dịch Cái số lượng người mà hứng thú để mà giao dịch trên sàn Coinbase vẫn rất là cao Cho nên các bạn đã thấy được là tình hình bây giờ đó những nhà đầu tư lớn vẫn rất là hứng thú đối với thị trường này Và chúng ta nhìn vào tình hình chung đó thì các bạn thấy được là Bitcoin đó thì Hôm nay đó đương nhiên là không có sự thay đổi các bạn thấy giá cũng tương tự ngày hôm qua nhưng mà chúng ta vẫn có rất nhiều màu xanh ở trên thị trường trong đó chúng ta có một màu rất là xanh đó chính là Cardano đồng ADA Thì uh, bây giờ rất nhiều người có cái kỳ vọng liên quan đến cái smart contract hợp đồng thông minh của ADA tại vì đó các bạn thấy được là công ty IOSK cho Hutchinson điều nói là cuối tháng này hay là đầu tháng sau sẽ có hợp đồng thông minh sẽ có những cái ứng dụng DeFi những cái ứng dụng phi tập trung trên mạng lưới của Cardano cho mọi người rất là hứng thú và nếu chúng ta nhìn vào tình hình của ADA đi để đừng xem coi là tình hình ADA thì tăng trưởng như thế nào các bạn thấy được ngày hôm nay à, ngày hôm qua đó là một cái cột xanh rất là cao thì chúng ta hãy xem coi là từ ngày 21 tháng 7 tới bây giờ đó thì Bitcoin so với lại ADA thì tăng như thế nào thì các bạn thì được là cái mức thấp ngày 20 tây là 1 đồng Cardano là 1 đồng 1 sen cho đến à, cái mức cao ngày hôm nay đã tăng 70% và cho đến giá hiện tại đã tăng là 68% trong thời gian là 3 tuần ADA đã tăng là 68-70% trong thời gian 3 tuần Cái sự tăng trưởng rất là mạnh Rất là kỳ vọng vào cái hợp đồng thông minh của mạng lưới của Cardano hiện bây giờ